Đây. Kênh bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi vào cái nội dung chính của video này thì quý vị hãy dành 5 giây để nhấn vào nút đăng ký và nút chuông nhé, để khi nào tôi đưa lên video cái thì nó sẽ báo cho quý vị, để quý vị đỡ bị lỡ mất một cái video nào đó. Thì giới thiệu quý vị, đây là một cái lô đất nằm trên đứng trên đồi luôn. Đấy, nhìn xuống dưới là cái hồ sông Dây quý vị nhá. Đây là cái đập, là đập. Tôi có một cái video khác nói về 9 xào 8 là 7 tỷ nó ở phía bên này. À, phía này. Còn đây là lô này nó 2 xào, à quên, 2 héc đang bán là 550 một xào, tức là 5 tỷ rưỡi một héc. À, thì tính ra cái lô này nó khoảng 11 tỷ. Thì nó có một cái không gian rất là đẹp quý vị nhá. À, nó triền triền này, chỗ này là nó đang đi xuống này, đấy, đang đi xuống này, xong nó lượn lên, đó. Còn chỗ này nó đồi lên này, đồi lên, đó, đi lên, đấy. Chỗ kia hồ sông Dây này nó uốn lượn bao quanh cái mỏm đất này, đó. Đây cái đường bê tông của mình vào cái lô đất này đây, đây đường đá nhé. Đá. Ngoài kia nó yêu cầu là phải chủ đất đi làm giấy. Thì bây giờ phương án giải quyết thì chủ giấy chắc. Đây chạy thẳng xuống dưới này. Đây, đi dốc. Đi dốc xuống. Đấy nổ đất của mình ấy. Nó cặp theo cái con đường này. Dài đấy cũng phải hơn 100 mét. Đây, mình đi lên trên này đất thì đỏ đẹp tuyệt vời quý vị này. Đấy, tơi xốp lắm. Rất là tơi xốp. Dưới này người ta còn khu dân cư ở nhà ở rất là đông này. Này có cái mấy cái mái nhà ở đây. Đấy, hồ đây quý vị này. Đẹp tuyệt vời. Từ đây đi ra ngoài tỉnh lộ 328 thì gần cây số, mấy trăm mét. Rất là gần. Thì sơ bộ cho quý vị ấy, một nơi lô đất như vậy. Quý vị nào quan tâm đến một cái không gian, có một cái không gian để nhìn đến quang cảnh thì tuyệt đẹp, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Rồi, quý vị nào quan tâm thì alo cho tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.